Добрый вечер. Ну, как дела? Спасибо, Ну что, сегодня будем учить о беременности. Hôm nay chúng ta sẽ học về việc đi khám thai nào, đồng ý chưa? Đấy. Chắc là cái giờ học này chắc phải kia phải chiếm của chúng ta mất khoảng 2 buổi. Bởi vì dữ liệu của nó cũng khá nhiều và những cái từ vựng của em chưa quen biết đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem từng câu một nhé. Tác vụ câu thứ nhất của chúng ta. Chúng ta có từ Женщина. Женщина. Женщина đó là người phụ nữ đấy. Женщина. Đó. Thế và từ thứ hai của chúng ta, bác sĩ phụ khoa của chúng ta đó là gynecolog. 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 Женщина. Женщина và gynecolog. 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 Âm g đứng cuối đấy, âm g đọc là c. Gynecolog. Đó, gynecolog và женщина. Về nhà cho em. Dạ em về rồi ạ. Dạ em về rồi ạ. Хорошо. Так, значит, женщина là người phụ nữ nói gì? Khi mà chúng ta đến khám thai, chúng ta nói здравствуйте, доктор. Gọi bác sĩ là доктор. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Xin chào bác sĩ. Я пришла на прием. Я пришла на прием. Tôi đến khám. На прием. Прием đó là cái việc tiếp đón. Bác sĩ chữa bệnh đón bệnh nhân để khám cho bệnh nhân thì gọi là прием. Прием. Đấy. Прием. Vậy thì я пришла на прием. Chúng ta có động từ пришла. Пришла là gì? Пришла đó là động từ прийти của chúng ta. Chúng ta có động từ прийти. Đấy. Đó. Chúng ta sẽ viết cái động từ đó ra đây nhé. Chúng ta có động từ gọi là прийти. Прийти đó là đi đến. Đấy. Đó. Chúng ta đã được học động từ прийти. 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 Đó là xuất phát từ động từ идти. Nhớ động từ идти không nào? Để nhớ. Động từ идти là đi một chiều. Đấy. Thế và ở đây nó có cái tiếp đầu ngữ при. При đó là đến. Đi đến. Đấy nhé. Đấy. Khi người ta nói đi đến thì người ta sẽ nói прийти. Прийти thì chúng ta nhớ động từ идти nó chia đặc biệt. Đấy. Nó chia gì nào? Он xuống. Đấy. Đấy. Она шла. Он шел, она шла. Đó là thì quá khứ của nó. Đấy. Thế vậy thì động từ прийти nó chỉ thêm cái tiếp đầu ngữ vào thôi. Nó giống hệt như thế nào? Nó chỉ thêm cái tiếp đầu ngữ vào thôi. Đấy. Em chưa? Tạ một. Vậy thì ở đây chúng ta cũng chia đúng như vậy. Đấy. Thế là chúng ta sẽ lấy tiếp đầu ngữ при này để vào. Он пришел, она пришла. Đấy. Đấy. Và они пришли. Đồng chưa? Đồng ý chưa nào? Đấy. Cái này với nghĩa là đến. Đấy. Đấy. Đi đến đấy. Đi đến. Đấy. Chúng ta viết cả từ đi nhé. Đi đến. Đó. Đó. Thế vậy thì đây là động từ прийти của chúng ta. Пришла. Я пришла. Đấy chưa? Она пришла. Vậy thì em là con gái em phải nói là я пришла. На прием. Tôi đi đến khám. Потому что я беременна. Беременна. Да. Беременна đó là tôi có bầu. Đấy. Đó. Cái từ беременна là có bầu. Беременна. Я беременна. Я пришла на прием, потому что я беременна. Вот так вот, đấy. Đó, vậy chúng ta có từ thứ hai là беременна. Đó. Thế bác sĩ nói, здравствуйте. Здравствуйте. Đấy. Здравствуйте. Xin chào. Đúng không? Здравствуйте. Поздравляю. Поздравляю. Tôi xin chúc mừng вас с беременностью. Chúc mừng cô đã có bầu. Đấy. Người Nga có bầu thì là mừng lắm, cho nên là người ta chúc mừng. Поздравляю вас с беременностью. С беременностью. Trọng âm rơi vào беременностью. Поздравляю вас с беременностью. Đọc là с беременностью. С беременностью. Đấy. Так вот. Xin chúc mừng cô với cái việc là đã có bầu. Вот это хорошо. Сколько вам лет? Câu này là gì? Сколько вам лет? Là bạn bao nhiêu tuổi? Đấy. Сколько вам лет? Сколько вам лет? И как давно? Как давно? Là đã lâu chưa?
Как давно вы знаете? Как давно вы знаете? Да? Да. Как давно? Как давно? Как давно вы знаете о своем положении? Chúng ta có từ положение. Положение cũng là việc có bằng. Được chưa? Dạ. À, о своем положении. О своем. À, вы знаете о своем положении. À, là cô biết mình có bao lâu chưa? Так вот, да? À, как вы давно знаете о своем положении? О своем положении. Сколько вам лет? Bạn bao nhiêu tuổi? И как давно? Và bạn đã lâu chưa? Вы знаете, việc biết đấy, bạn đã biết. О своем положении. Bạn đã biết về việc mình có bao lâu chưa? À, người phụ nữ nói sao nào? Женщина говорит. Мне 25 лет. Tôi năm nay 25 tuổi. Đấy. Yeah. 25 лет. Я узнала о беременности 2 недели назад. À, tôi biết về việc có bầu 2 tuần trước đây. Đấy. Я узнала о беременности 2 недели назад. À, tôi biết về việc có bầu 2 недели назад. À, đây chúng ta có từ mới. Неделя. Неделя, và chúng ta có từ назад. Назад có nghĩa là trước đây. Назад. À, đó. Назад. Назад. Вот так. Недели. 2 недели назад. 2 tuần trước đây. Вот так, đấy. 2 tuần trước đây. 2 недели назад. 1 tuần thì là одну неделю назад. Đấy. À, thế vậy thì ở đây chúng ta có tập hợp từ 2 недели назад. Và chúng ta sẽ đưa sang đây để chúng ta viết vào phần từ mới chúng ta đây. Đấy. Phần từ mới chúng ta đây là chúng ta biết đây 2 недели chúng ta biết rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ viết одну. Одну. Đấy, chúng ta sẽ viết là одну неделю là một tuần. Khi chúng ta nói muốn biết một tuần, одну неделю. Одну неделю назад, thấy chưa? À là một tuần trước đây, đấy. À tại одну неделю назад. Ở trong bài chúng ta là 2 недели назад. À đó. Мне 25 лет, tôi năm nay 25 tuổi. И я узнала. À, chúng ta nhìn thấy động từ đây là узнала. Узнала, động từ có thêm cái từ ngữ u ở đằng trước. Nó giống như cái từ знаете. Знаете. À, đó là đang biết. Thế còn узнала đã biết về điều đó. Yeah. Chúng ta động từ thể hoàn thành. Đấy. Узнала đã biết về điều đó. Узнала. А беременности. О чем? À, chúng ta đã học cách 6 rồi. Cách 6 của người ta đây là о беременности. Chúng ta có từ беременность. Беременность. Đó là беременность. Đó là cái việc có bầu. À, cái từ беременность. Đó là danh từ giống cái. Có tận cùng là tận cùng chúng ta đó là giống mẹ. Беременность. Đó là có bầu. Bầu bí. Đó, việc bầu bí. Việc có bầu. Đấy. Đó. À, так вот, я узнала о беременности 2 недели назад. Tôi biết về việc có bầu 2 tuần trước đây. Я сделала тест. Cái từ này chúng ta đó là cái тест, làm тест ấy. Mình gọi làm тест đấy. À, cái từ này nó đọc cứng. Тест. 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 Да, тест. 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 Я сделала тест. Да, tôi đã làm cái тест ở nhà. Đấy. Я сделала тест. Дома. Tôi đã тест ở nhà. Да, тест дома. Đấy. Я сделала тест дома. Đó. Я сделала. Chẳng còn gì vào đây. Делала. Тест. Делала. À, đấy. À, так. Дома. Дома. И он показал. Chúng ta có động từ показал. Показал là nó chỉ cho tôi xem. Две полоски là hai cái vạch. Hai vạch đấy. Yeah. Две là hai. Một cái vạch là полоска. Полоска. Полоска là một vạch. Đấy. Chúng ta có từ полоска. Полоска. Đấy. Полоска. Đó là một cái vạch. Hai cái vạch là две полоски. Полоска. Две полоски. Одна полоска là một vạch. Две полоски là hai vạch. Đấy. Yeah. Yeah. Đúng rồi. Đấy. Хорошо. À, đó.
À, chúng ta cùng xem nào. Đó. Yes, là test đồ mà. Tôi làm test ở nhà. Ion pakazal. Chúng ta đã học động từ pakazat. Ở trong cái việc bán hàng. Pakazat, pakazuchi. À, chúng ta nói trong bán hàng là gì nào? Pakazuchi pajar. Chúng ta hãy cho tôi xem. Đấy. Pakazuchi mini pajar. Chúng ta sát củ cho tôi xem cái mũ nào. Đấy. À, thế vậy thì đây là gì? Ion pakazal. Ion tức là test. Là danh từ giống được cho nên gọi là ion. Ion pakazal. À, nó cho tôi nhìn thấy the Vipalovsky. À, đó tức là cái que thử nó cho tôi nhìn thấy là hai cái vạch on pakazal mình nhìn the Vipalovsky có nghĩa là gì, là mình đã có bọc đấy ghi nhiệt cổ là gửi Russia. Thôi được rồi, тогда давайте сделаем ультразвуковое исследование đấy. À, nó có một cái từ hơi khó nói một tí nhưng mà nó có cách nói dễ hơn. Хорошо. Хорошо. Тогда давайте сделаем, да? Тогда давайте сделаем, да? Ультразвуковое исследование. Хорошо, тогда давайте сделаем ультразвуковое исследование. Ультразвуковое, ультразвуковое, да, ультразвуковое. А, да. А, да, да. А, mình gọi là siêu âm. Исследование, да? À, đây nó gồm có ba cái chữ ghép lại với nhau. À, cái chữ đầu tiên đó là u. U. À, u đấy, à đó. À, sau đó chữ r. U xong r, r là ruột. À đó. À, và i. Uzi, mình gọi là uzi. À, người Nga gọi là siêu âm đấy, gọi là uzi đấy. Đấy. Đó. À đó. À, ultrazvukovoe isledovanie hay là người ta còn gọi là uzi. À, Uzi đấy. Uzi, một tạp vật, tạp vật Uzi. Zielem Uzi, à, người ta có thể nói là Zielem Uzi hoặc là Zielem ultrazvukovoe isledovanie đấy. À, đó, хорошо, тогда давайте сделаем ультразвуковое исследование. À, hoặc là nói đơn giản ngắn gọn hơn là Uzi. Đó, tức là gì? Là đi siêu âm. Siêu âm. Giúp là âm, âm thanh. Ultra là siêu. À, siêu tần số đấy, đó isledovanie là cái việc khám, xét nghiệm khám, thăm khám. Чтобы подтвердить беременность, à, tức là gì? À, như vậy thì được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái Uzi để xác định cái việc có bầu đấy. À, chúng ta có động từ чтобы. Чтобы là gì? Чтобы là để. Đấy, đấy. Đây là liên từ để. Чтобы. Và chúng ta có động từ подтвердить. Подтвердить là để xác định, xác định. Подтвердить là khẳng định, để khẳng định. Подтвердить беременность để khẳng định lại cái việc có bầu. Беременность. À, чтобы подтвердить беременность и определить срок. И определить срок, да? Вот так вот. А чтобы подтвердить беременность и определить срок. À, để gì? Để xác định cái việc việc có bầu và xác định cái thời hạn đấy, cái thời gian. Срок là cái thời gian, tức là được mấy tuần rồi đấy. Vы не против? À, người ta hỏi ý kiến của mình. Вы не против? Вы не против là cô có đồng ý hay không? À, hay là dịch chính xác là cô không phản đối chứ? Đấy, cô không phản đối chứ? Đó. Вы не против? Đấy. À, đó. À, так, хорошо. А, гинеколог говорит. А, хорошо. Тогда давайте сделаем ультразвуковое исследование УЗИ, чтобы подтвердить беременность и определить срок. А đây chúng ta có từ thứ hai. Từ определить. Определить có nghĩa là xác định. Определить. No. À, сначала это подтвердить и определить срок. À, đó, chúng ta thấy rằng là khi mà học như thế này, ví dụ như là các bạn là ví dụ như là em đã học bây giờ mới biết đọc đấy, mới biết đọc chứ mới biết đọc thôi. Ừ, đó, cho nên là học những cái động từ này cảm thấy khó bởi vì nó dài, đúng là đấy. Đó, abrilit này, patvirjit này, được chưa? Đấy, thế vậy thì mình phải viết ra tờ giấy đấy. Patvirjit là khẳng định, abrilit đó là xác định, srok đó là thời gian, thời hạn đấy. Đó. Вы не против? Đây là một câu hỏi.
nó liền thành một câu như thế. Prochip là chống lại, vì như prochip tức là cô không phản đối chứ. Người phụ nữ nói nhận Конечно, я согласна. Không, tất nhiên là tôi gì? Согласна là tôi đồng ý chứ. Согласна. Конечно. Нет, конечно, я согласна. Đó. Như vậy thì ở trong này chúng ta nhìn thấy là nó có những cái từ vựng mới, cho nên chúng ta phải viết những từ vựng ra. Sau đó thì chúng ta sẽ phải học riêng cái từ vựng đó. Đấy, như thế nào? Так вот. Так вот, хорошо. Thế cho nên là khi mà chúng ta học thêm về cái này nó là nó sẽ hơi khó một tí. Vậy thì chúng ta phải cố gắng nhé. Được nhé. Dạ. Như bạn là rất là chịu khó cho nên mình nghĩ rằng là bạn sẽ học được. Chúng ta có những từ mới sau chúng ta ghi ra đây để chúng ta học thuộc những từ mới đó nhé. Dạ. Như thế nào? Đấy. Đấy. Chúng ta có từ gì nào? Женщина. Đấy. Женщина. Từ thứ hai của chúng ta đó là гинеколог. Đấy. Đó. Anh làm gì đấy? Dạ không, tới chị tới em đang đợi chị lấy đồ. Наприём. Так, да? Наприём. Вот так вот. Хорошо. Наприём. Вот chúng ta có động từ прийти. Прийти. Прийти, при là đi đến. Прийти, прийти, да? Прийти là đi đến. Так вот. Tiếp theo chúng ta có từ беременна. 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 Да, cái câu này thì chỉ dùng phụ nữ, đàn ông là sao có chữa được, cho nên là nó chỉ có giống cái thôi, em nhé. Đấy. Đó, беременна. Thế tính từ của nó sẽ là беременна. Беременна. Miền người Biriminh đó là tính từ có bầu. Biriminh, nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái người có bầu chỉ là phụ nữ thôi, cho nên là nó chỉ dùng ở giống cái, em chưa? Mặc dù là nguyên bản của nó là Biriminh này. Đấy, đó. Đó. Và chúng ta có động từ Поздравлять. Поздравлять là chúc mừng. Поздравлять là chúc mừng. С Бериминностью. С беременностью. Với việc có bầu. С беременностью. Вот так вот. Tiếp theo nè. Сколько вам лет? Как давно? Как давно? Lâu chưa? Как давно? Как давно? Và chúng ta có động từ знать. Знать là biết. Знать. Và chúng ta có động từ này. Узнать. Là động từ thể hoàn thành đấy. Узнать là совершенный вид. Và động từ знать có nghĩa là не совершенный вид. Là thế nào? Nó có cái đặc thù là như vậy. Так вот. Узнать. Tiếp theo chúng ta có từ о своем положении, о своем положении. О своем положении. Положение là việc có bầu. Nếu mà người ta nói là она в положении, cô ấy có bầu. Она в положении. Hoặc là она беременна. Đấy. Я беременна. Я беременна, hoặc là người ta có thể nói là я в положении. Я в положении. Я в положении. Так, да? Вот так. Да. Так вот, хорошо. Две недели назад. Две недели назад. Назад, да? Hai tuần trước đây. Две недели назад. Вот так, да? Так, сделать тест. Сделать тест. Да. Chúng ta có từ делать và сделать. Đó. Nhưng mà bình thường nói делать, động từ делать biết rồi. Động từ делать có nghĩa là làm. Đấy, làm. Đấy. Сделать тест. И показать. Две полоски. Две полоски. Две полоски. Да, две полоски. Две полоски. Đó. Đó là phần 1 chúng ta. Nó sẽ ghi cái từ vựng. Женщина là người phụ nữ. Tiếp theo ghi như cô là bác sĩ.
bác sĩ phụ khoa đấy, bác sĩ phụ khoa. Prium là buổi khám, buổi khám bệnh, buổi khám. Đó, Prichi là đi đến. Đấy, tôi có bầu. Đó, tôi có bầu. Và bên dưới này cũng vậy, bên dưới này cũng gọi là tôi có bầu. Birimin này là có bầu. Patrabilla là chúc mừng. Chúc mừng với việc có bầu. Chúc mừng vì việc gì? Đấy. Các đam nô đã bao lâu? Đó, đây là câu hỏi. Các đam nô là câu hỏi. Znát là biết. Đấy. Và dưới này cũng là biết. Là đã biết. Là đã biết. Thể hoàn thành. Asum palazen là về việc có bầu. Việc có bầu. Về việc có bầu. Đấy. Đó. Thì biết như gì là giờ là 2 tuần trước đây. 2 tuần trước đây. Biết là test là thử. Thử thai. Đấy. Đi viết bao lâu thì là 2 vạch. Đúng nè. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nè, đọc thử nhé. Chúng ta đọc nè. Женщина. Женщина. Гинеколог. Гинеколог. Гинеколог, да. Женщина. Гинеколог. На прием. На прием. На прием. Да, на прием, на buổi khám bệnh. Đến buổi khám bệnh. Đến. Đây là đến. Đến buổi khám bệnh. Причи. 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 Причи, да. Беремен, я беременна. Я беременна. Я беременна. Ты его бог, да? Я в положении. Я в положении. Да, я в положении. Ты его бог. Я беременный. 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 Беременный, ты его бог. Поздравлять. Поздравлять. Да. Поздравлять. 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 Да, с беременностью. 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 Как давно? Как давно? Как давно? Как давно? Да, бало лоло. Как давно знать? Знать. Узнать. 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 Узнать, лабет. О своем положении. О своем. Своем положении. 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 Да, о своем положении. 2 недели назад. Две недели назад. Да, 2 недели назад, да. Так, хорошо. Делать тест. Делать тест. Две полоски. Две полоски. Две полоски. Хорошо, давай на. Làm nhanh nhé. Bây giờ chúng ta làm nhanh. Và thầy vẫn nói cái nghĩa tiếng Việt để cho em đeo tai nghe để cho nó dễ dễ học. Женщина. Женщина. Người phụ nữ. Гинеколог. Гинеколог. Bác sĩ phụ khoa. На прием. На прием. На прием. Đến buổi khám. Причи. 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 Đi đến. Я беременна. Я беременна. Беременна. Tôi có bầu. Я в положении. Я в положении. Tôi có bầu. Беременный. 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 Là đã có bầu. Đấy. Поздравлять. 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 Да. С беременностью. Да, глаза не зайдут. С беременностью. С
Заберем Забери минус чу. минус чу. Да, забери минус чу. Как давно? Как давно? Как давно? Знать. 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 Узнать. 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 О своем положении. о своем положении Положении. 2 недели назад. Два недели назад Назад. Делать тест. Делать тест. Делать. Делать тест. Делать тест. Делать Две тест. полоски. Две Две полоски. полоски. Хай фай, да? Две полоски. Так вот, хорошо. À, так. À, như vậy đây chúng ta thấy đó là cái phần từ vựng của chúng ta chỉ trong một cái đoạn này thôi đấy. Nó cũng còn chưa hết đấy. Ở đây chúng ta còn có câu gì nào? Chúng ta còn đây là phần từ từ vựng một này. Đấy. Nhưng xem phần từ vựng hai chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ xem tiếp nào. Chúng ta có từ mới đến đây đấy. Хорошо, тогда давайте сделаем ультразвуковое исследование. Chúng ta sẽ có từ ультразвуковое. Ультразвуковое. Siêu âm. Đấy. Ультразвуковое исследование là khám siêu âm. Đấy. Khám siêu âm. Исследование. Исследование. Chúng ta có từ исследование. Chúng ta sẽ có từ исследование. Đấy. Chúng ta có từ đầu tiên là ультразвуковое. Ультразвуковое. Đâu nhỉ? Ồ, đây đấy. Nó lại sao lại ở đây nhỉ? Nó chạy ở đây. Cái này là cái này. Tác vật. Ồ, thế lúc nãy mình viết đi đâu nhỉ? Ở đây. Chúng ta có động từ pathvergit. 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 Là khẳng định. Đây là khẳng định. Khẳng định. Khẳng định đấy. Để khẳng định. Thế và ở tiếp theo chúng ta apregelit. Chúng ta có động từ apregelit. Apregelit là để xác định. Đây. Xác định. Apregelit. Определит, 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 xác định đấy, определит. Và chúng ta có từ срок, срок, срок là hạn, thời hạn, thời hạn đấy, thời hạn, tạm gọi, срок, срок, đó. Thế và chúng ta có từ vnеpротив, vnеpротив, vnеpротив. Вы не против, đó là gì? Bạn không phản đối chứ? Bạn không phản đối. Đó, bạn không phản đối chứ? Đấy. Hay là bạn đồng ý chứ? Thế mới ghi bạn đồng ý cho nhanh. Đó, đó thì chứ? Bạn đồng ý chứ? Đấy. Đó. Вы не против. Нет, конечно. Chúng ta có từ конечно, chúng ta biết rồi. Я согласна. Đấy. Chúng ta có câu я согласна. Tôi đồng ý. Là tôi đồng ý đấy. Я согласна. Tôi. Đấy. Tôi đồng ý. Là я согласна. Я согласна. Да. Я согласна là tôi đồng ý. Согласна. Я согласна. Я согласна. Я не против. Вы не против? Вы не против? Да. Вот так вот. Подтвердит. Определит. Подтвердит, чем он его и. Вот. Дему да, ты чем он его да, да? Và определит, чем он его да. Вот так вот. Вот так вот. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái chữ này nào. Chúng ta có từ sóng siêu âm nào. Đây, chữ này chúng ta đọc là ul. Ul. Ультра. Ультразвуковое. Ультразвуковое. Да, ультразвуковое. Исследование. Исследование. Да, чем он говорит, да? Исследование. Ультразвуковое. Да, исследование. Исследование.
Исследование. Давай, да, исследование, ультразвуковое исследование, да? À, thế vậy thì bây giờ chúng ta muốn muốn mình muốn đến bác sĩ, mình bảo là tôi muốn làm Uzi, tôi muốn làm Uzi đấy. À đó, thế vậy thì cái câu tôi muốn làm Uzi rất là dễ nói đấy. Chúng ta sẽ nói là chúng ta sẽ nói là yakachu da yakachu delachi, à thiếu thiếu trọng âm đấy, à thiếu động từ yakachu delachi da Uzi, Uzi yakachu delachi Uzi. À đấy chứ. Я хочу делать УЗИ. Đó. Thế còn nếu mà nói sành điệu hơn thì я хочу делать ультразвуковое исследование. Đấy, nói đầy đủ như vậy đấy. Đó. Я хочу делать УЗИ. À, nói đấy cho nó nhanh, nó tạc một. Mà người ta cũng nói như thế. À, tạc. Vợ mình hay nói như thế, делать УЗИ. À, thế là xong. À, tạc một. Хорошо. À, chúng ta đọc tiếp nào. À, chúng ta có từ чтобы. Чтобы. Чтобы là để. Đây là liên từ đấy. Чтобы. Чтобы. Вот так. À, đó. Чтобы. Чтобы là để. Да. À, chúng ta có động từ подтвердить. Подтвердить. Подтвердить là khẳng định. Подтвердить là khẳng định. Đấy. Chúng ta có động từ tiếp theo определить. Определить. Khẳng xác định. Определить xác định. Và chúng ta có danh từ срок. Срок. Срок là thời gian. Đấy. Вы не против. Вы не против. Вы не против. Bạn có đồng ý không? Я согласна. Я согласна. Я согласна. Tôi đồng ý. Я хочу делать УЗИ. Я хочу делать УЗИ. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng đọc đọc cái mẫu câu này nào. Đấy. À, những cái câu này nào. À, em đọc cho thầy nhé. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, доктор. Я пришла на прием. Я пришла на прием. На прием. Я пришла на прием. Là tôi đi khám. Tôi đến khám đây. Đấy. À, xin chào bác sĩ. Tôi đến khám đây rồi. Đấy. Здравствуйте, доктор. Я пришла на прием. Потому что я беременна. Потому что я беременна. 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 Да, потому что я беременна. Bởi vì tôi. Sao nào? Tôi có bầu. Đấy. À, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас. Поздравляю. Поздравляю вас. Поздравляю. Поздравляю вас. Вас. Nói lại nào. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Đúng rồi. Поздравляю. Поздравляю вас с беременностью. С беременностью. Đúng rồi. Сколько вам лет? Сколько вам лет? И как давно вы знаете? И как давно вы знаете? Как давно вы знаете? О своем положении. О своем положении. Да, о своем положении. Сколько вам лет и как давно вы знаете о своем положении? Мне 25 лет. Мне 25 лет. 25 лет. И я узнала. И я узнала. Узнала о беременности. О беременности. Беременности. 2 недели назад. 2 недели. Недели назад. Назад. Да, 2 недели назад. Да? А, так, хорошо. Я сделала тест дома. Я сделала тест дома. Тест дома. И он показал. И он показал. Он показал две полоски. Две полоски. À, đây chúng ta có động từ показать và показывать. Đấy. À, chúng ta có động từ thứ nhất là động từ показать. Показать. Đây là động từ thể hoàn thành. Động từ này совершенный вид là thể hoàn thành. Và động từ thứ hai показывать. À, đây là động từ thể chưa hoàn thành. Не совершенный вид. Đấy. À, động từ показать là đã cho xem, đã chỉ cho xem đấy, đã chỉ cho xem đấy, đã chỉ cho xem đó là gì? À, thể hoàn thành mà đấy, à đã, tức là cho xem, chỉ cho xem. Sao em còn nghe thấy người ta nói là bakazin nữa hay là? À, pakazivach, pakazhi, cái câu mà chúng ta hay nói ở trong cái đoạn đối thoại của chúng ta là gì nào? Pakazhiche,
Покажите. Покажите là hãy cho tôi xem đi. Đấy. Đây là hãy. Hãy cho tôi xem. Đấy. À hãy cho tôi xem như này. À покажите. Hãy cho tôi xem. Đấy. Đó. Đó là hãy cho tôi xem. Hãy cho tôi xem. Đây là thức mệnh lệnh, hiểu chưa? Покажите. Покажите шапку. Cho tôi xem cái mũ nào. Покажите шапку. Покажите юбку. Cho tôi xem cái váy nào. Đấy. Покажите. Покажите. Покажите шапку. Покажите юбку. Đấy. Так вот. À, đúng rồi. Показывать. Показать. Показывать. Показать. Где nào? Показать. Hãy chỉ cho tôi xem. Показывать. Chỉ cho tôi xem. Покажите. Hãy cho tôi xem. Đấy. Так вот. À, đó thì vậy thì đó là động từ показать, là động từ đã cho. À, thông thường người ta dùng là gì? Là với thì quá khứ показал, он показал, thấy chưa nào? Yeah. À, и он показал, chúng ta đọc là и он показал две полоски. И он показал две полоски. Две полоски, да, две полоски, да? Хорошо. А вот. А, хорошо. Наверное, хорошо. Хорошо. Та, да, тогда давайте сделаем. Тогда, давайте, давайте сделаем. Ультразвуковое исследование. Ультразвуковое исследование. А, всегда так, чинно. Ультра. 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 Звуковое. Ультразвуковое. Звуковое исследование. 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 Да? А, ультразвуковое исследование, УЗИ, да? Чтобы подтвердить. Чтобы, чтобы подтвердить. Чтобы подтвердить. Подтвердить. Угу. Беременность. Беременность. Угу. И определить. Угу. И определить срок. Срок. И определить срок. Вы не против? Вы не против. Против? Женщина говорит, нет, конечно, я согласна. Нет, конечно, я согласна. Я согласна, я согласна. Нет, конечно, я согласна. Да? Нет, конечно, нет, я, конечно, согласна. Я согласна. Да, я согласна. Телефон мод, да? Вот так вот. А, chúng ta có 6 phần như này, да? Nhiều. À, đó, đến phần sau thì là sẽ có đầy đủ hết là bác sĩ nó tư vấn cho uống vitamin hay như cái nào như nào. Yeah. À, chúng ta có phần 2 này. Phần 2 ra đây. À, đó, à, phần 2 ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho bạn xem thôi. Đấy. À, гинеколог, tại ông bác sĩ mới nói là gì nào? Тогда ложитесь на кушетку. À, thì bây giờ thì cô sẽ nằm xuống cái ghế này. Đấy, nằm xuống cái giường này. À, cái ghế trong bệnh viện nó là ghế băng dài dài đấy. Тогда ложитесь. Chúng ta động từ ложиться. На кушетку. Hãy nằm xuống cái ghế băng này. И поднимите немного юбку. Và hãy hơi nâng cái váy lên một tí. Я нанесу на ваш живот специальный ген. À, tôi sẽ нанесу на ваш живот. Tức là gì? Hãy bôi lên trên bụng của cô. Специальный ген. Tức là cái loại ген chuyên dụng. И проведу по нему датчиком. Và sẽ dùng cái đầu dò, đặt chỉ là cái đầu dò, sẽ dò ở trên cái bụng của cô. Вы будете видеть изображение на экране. Và cô sẽ nhìn thấy cái hình ảnh ở trên cái màn hình. Это не больно, nó hoàn toàn không đau. И не опасно, và hoàn toàn không nguy hiểm. Для вас, cho cô. И ребенка, hoặc là cho đứa trẻ. Đấy, đó. А, женщина говорит спасибо. А, хорошо, спасибо. Ангифуны nói là tốt thôi. Thế thì cảm ơn. А, bác sĩ mình nói sao nào? Вот видите, это ваша матка. А, cô có nhìn thấy không nào? Đây là gì? Đây là cái dạ con của cô. Ваша матка. Это ваша матка. А, chúng ta có từ матка. Матка đó là cái dạ con. Đấy. Матка. Это ваша матка. Đó. À, это ваш малыш. À, thế đây là em bé của cô đây. Малыш. Chúng ta có từ малыш. Người ta gọi em bé là малыш, chứ không gọi là ребенок.
mà đấy à gọi Erebus không để có người gọi Erebus được này. À đây người ta gọi Malus, Malus là em bé. On uze imiet à nó đã có form là hình dạng này, có từ hình dạng form. On uze imiet formu formu chelavechka à hình dạng của một con người bé bé đấy, chelavechka chelavechka. On uze imiet formu chelavechka. À thế vậy thì hai cái từ này chúng ta ghép cùng là một, formu chelavechka, cùng màu nhé. Đó. Он уже имеет форму человечка, nó đã có hình người rồi. У него есть голова, nó có đầu này. À, у него есть голова, nó có đầu rồi này. Руки, hai tay này, đấy. И ножки, và hai chân. И ножки, đấy. À, сейчас я измеряю его размер. À, bây giờ tôi sẽ đo cái kích thước của nó. И частоту, và à, đã có nhịp tim rồi, đấy. Сердце биение. À, сердцебиение. À, đó chúng ta có từ частоту сердцебиения. Частоту сердцебиения. À, đó. Và chúng ta có từ частоту, đó là tần suất. À, tức là nhịp đập, mình gọi là nhịp đập của tim đấy. Частоту сердцебиения. Вот так. По этим данным я могу сказать вам, на каком вы сроке беременности. Theo những cái số liệu đó. À đây chúng ta có từ pa e chim dan nim là theo những cái số liệu đó, anh nhận đấy. Đó. Hôm sau chúng ta sẽ viết những cái từ vựng mới này ra. Yeah. À pa e chim dan nim ya smagu, chúng ta biết động từ smagu rồi. Smagu đó là có thể, skazat, skazat là động từ thể hoàn thành của động từ nói, gavarit đấy. À, à theo những cái số liệu này, tôi có thể nói cho cô biết nakakom sroki. Nakakom với sroki, nakakom sroki. À đấy. Nakakom sroki. À đó, chúng ta sẽ nói nakakom sroki là ở giai đoạn nào. Nakakom sroki. Đó. Nakakom sroki beriminsti. À. Я могу вам сказать, à với, chúng ta sẽ để từ với đằng trước này. À với nakakom. Với nakakom. À sroki beriminsti. Đấy. А, я могу сказать вам, вы на каком сроке беременности. Я могу сказать, вы на каком сроке беременности. Я могу сказать, а, вы на каком сроке беременности. Да, но не важно, нам не важно. А, так вот. À, thế vậy thì đó là cái phần bài học ngày hôm nay của chúng ta đấy. Yeah. Mình thấy nó rất là hay, đúng không nào? À, nhưng mà nó hơi khó một tí. À, yeah. Vậy thì cái phần 2 này về em chịu khó tập đọc trước đi nhé. Đọc trước. Thế và hôm sau chúng ta sẽ học từ vựng. À cái phần trên này thì dễ rồi, bên dưới này rồi. Đấy. Dạ. Đó. À thế vậy thì bài hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Dạ. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Chúng ta chịu khó bỏ 2-3 bài ra, 2-3 giờ để chúng ta học những cái này nhé. Dạ. Sau đó là gì? Hàng ngày em phải đọc liên tục để cho nó trở thành, để em nghe cho nó quen những cái âm đó, để đến khi nghe người ta nói em hiểu được ngay nhé. Dạ. Хорошо. Ладно, спасибо. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Да, до свидания. Да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.